Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về nhiều tụ điểm ăn chơi có bán bóng cười tại thành phố Hà Nội. Vũ trường, club nay đã xưa rồi, thay vào đó là quán rượu, thậm chí là quán cà phê cũng có dịch vụ bóng cười. Từ những thông tin trên, phóng viên Dân Việt đã vào cuộc điều tra. Sau thời gian dài thâm nhập, chúng tôi đã phát hiện nhiều biến tướng mới có núp bóng cơ sở kinh doanh đồ uống để bán bóng cười trái phép. Đây là fanpage của một quán cà phê và lounge. Nhan nhản những video vũ công uốn éo nhảy múa. Thế nhưng phía sau những động tác uốn éo kia lấp ló hình ảnh nhiều người đang ngậm bóng. Liệu đây có phải là hình thức quảng cáo trá hình cho hoạt động bán bóng cười? Phóng viên gọi tới số điện thoại đăng công khai trên mạng để đặt bàn, thì người của quán hỏi luôn có dùng bóng không. Cô cụ bên em, cô cụ 50 bây giờ đang là 1.699.000 đấy ạ. Với cả anh có thể là gọi thêm một cô rượu nữa, 2 triệu nữa. Bóng riêng đúng không? Dạ vâng ạ, đây là em đang tính cho anh để mà nó hợp lý với cả 8 người và chơi bóng nó thoải mái đấy anh ạ. Cơ sở trên liệu có đang núp bóng quán cà phê để kinh doanh bóng cười? Để làm rõ sự thật, phóng viên tìm đến địa chỉ vừa liên lạc nằm trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhìn bên ngoài cơ sở này, tầng 1 hoạt động như một quán cà phê, còn tầng 2 tối om, suốt ngày cửa đóng then cài. Nhân viên ở đây cho biết tầng 2 là bar có bán bóng cười. Anh thì biết là ở đây có đây ạ, bar trên tầng 2 bên cạnh. Thì ở đây có pickleball thì. À có, bên nào đấy. Liệu có bán bóng cười? Trong vai nhóm bạn ăn chơi, phóng viên tìm cách thâm nhập khu tầng 2. Ngay khi mở cửa ra, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh rất nhiều nam thanh nữ tú đang ngả nghiêng trên ghế, miệng ngậm bóng cười trong tiếng nhạc chát chúa. Theo nhân viên của quán, bar hoạt động từ 6 giờ chiều tới tận sáng hôm sau. Mỗi tối có thể bán vài nghìn quả. Trên tầng thoải mái phục vụ bóng cười tận miệng dân chơi. Dưới thì cà phê vẫn mở cửa đón khách để che mắt cơ quan chức năng. Em làm đây thì mấy giờ em tỉnh? Em trong tuần vẫn 3 giờ đến 4 giờ, còn cuối tuần thì 6-7 giờ sáng. Nhà mình bán cà phê trước hay là bà trước? Em cà phê trước. Bà cà phê trước à? Cà phê gọi là có để cho như thế thôi. Để che mắt. Còn cơ sở nào núp bóng kinh doanh đồ uống để bán bóng cười không? Mở rộng điều tra, phóng viên phát hiện chỉ trên tuyến phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có ít nhất 4 quán bar bán bóng cười. Chúng tôi vừa dừng xe tại địa chỉ này, một người giới thiệu là nhân viên quán bar đã chạy ra tiếp cận, đon đả mời chào vào khám phá cảm giác lạ. Cậu này sử dụng tiếng lóng để ám chỉ, ở đây có phục vụ bóng cười. Kèm theo combo 39 sẽ có cả 5 quả bóng Pikachu, 300 có 5 quả bóng rất là to đấy ạ. Bóng kiểu là to gấp đôi. Đây bọn em chỉ là đây gọi là, à, tự gọi, gọi là bóng ấy. Mình đặt là Pikachu để cho nó đỡ. Hơn 11 giờ đêm, phóng viên thâm nhập một cơ sở trên phố Mã Mây. Nhìn cảnh này, nhiều người nghĩ đây chỉ là quán nước. 2-3 cái bàn nhỏ bày trước quán, khách ngồi ngay trên vỉa hè. Thế nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa này là một thế giới khác. Khách ngồi chật kín lối đi, trên miệng người nào cũng ngậm bóng cười. Nhiều người có dấu hiệu phê bóng, không làm chủ được hành vi, treo cả lên bàn nhảy múa. Phía khu nhà vệ sinh đã xuống cấp, đang có 2 nhân viên hì hục bơm bóng cười. Khi được hỏi mấy giờ quán đóng cửa, một người trả lời, bao giờ hết khách chơi bóng cười mới đóng cửa. Mấy giờ đây đóng cửa đấy? Giờ em nghỉ. 6 giờ sáng cũng chơi. Vâng, hôm 7-8 giờ có khách thì vẫn cũng không có. Trời càng về khuya, dân chơi đổ về các điểm bán bóng cười càng nhiều. Bên trong các quán bar càng đông hơn, tiếng nhạc cũng ngày càng to hơn, mặt mũi các vị khách cũng nhợt đi, những khuôn mặt càng đờ đẫn vì hút quá nhiều bóng cười. Trong
Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện nhiều cơ sở bán bóng cười có thu nhập đến vài trăm triệu mỗi tối, chưa kể các khoản thu từ đồ ăn, thức uống khác. Vậy câu hỏi đặt ra là những cơ sở kinh doanh này có những chiêu trò gì để khi các thượng đế đã vào quán là sẵn sàng đốt sạch tiền vào bóng cười? Hãy cùng theo chân phóng viên Dân Việt đi tìm sự thật ở những phóng sự tiếp theo.